thì Bibi nó có em cho cái khó anh bù đi và em sẽ anh bù lại sau. Con ngủ chưa? Bây giờ nhìn này, hóa trang đổi kiểu khác, chọn khăn nào này. Wow, lúc lắc này thank you.
Để đi qua đấy để ba xuống đây lấy kiểu nhá, lấy kiểu nhá.
Rồi, 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 uống một tí sữa trước nước tí sữa ăn ba bông món quà nhé, và nên là nhé nhé đó. À biết rồi, biết rồi, ba có bí đấy cả mà tao mới đây một món quà đặc biệt chưa đấy mọi người nhé. Này là anh gọi cho những món quà của bí rất là đặc biệt nhé. Đấy là những thứ hoa quả mà Bi ăn được đấy, để ba bóc vỏ nhá. Đây là mình bóc vỏ nhá, để ba bóc vỏ nhá. Ngon rất là ngon đây đi. Ta cầm nhá, ba cầm nhá, ăn từ từ đó. Người ta lấy cái khăn cho Bi với nhá. Muộn này cho nên là Bi phải bao phần món quà thôi. Còn này rồi. Đấy mà cái này đi. Như thằng này, thằng ba bến. Thằng ba bến ngàn tí nha. Ngàn lắm nè. Ngàn xin vui vẻ nhé. Đấy nè. Ăn ngủ ngon đi. Ăn ngủ ngon đi. Ăn ngủ ngon đi. Ăn ngủ ngon nó mà 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 nó nha. Yeah. Ngủ nha. Ăn bye bye mẹ lên đi. Bye, ngủ ngon nha Bi. Bye. Đi ngủ ngon nha, về phòng ngủ ngon nha. Đi ngủ nha. Đi ngủ nha. Là đi ngủ đi. Cái cách này. Đi ngủ nha. Em ghép đồ đây, ghép cắt quà đi nha. Rồi sao em cắt?